Rồi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh nè. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em cái đồ linh tinh trong gia đình nè. Thì giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Đầu tiên là một cái miếng vải nè anh em, vải này như vải KT vậy á. Cái này vừa cái mặt bàn, cái bộ ghế salon mình ha, dài ngang tầm 8 tấc, dài tầm thước mấy á. Đó, nó có mộc nè. Rồi cái này em bán giá 150 nè. Số 1 150. Số 2 là một cái áo hiệu Polo. Đây còn full hộp nha, hiệu Polo nè. Tem nè. Đó, size L. Cái này là dạng áo chàng á, áo khăn tắm á. Áo tắm biển rồi nè, cho anh em mình chàng á. Đó, cái này bán giá 350 nha. 350. Polo full hộp nè, mới hàng mới anh em. Cái này về anh em mình nè, bỏ vô máy giặt cái ha, nó phù hợp. Rồi số 2, cái áo chàng số 2, 350. Rồi cái này là một cái dạng như là cái nệm sưởi ấm anh em ha. Đó, sưởi ấm mùa lạnh. Đó, giờ anh em mình găm điện vô, anh em lưu ý là điện 110 nha. Điện 110 nha. À, còn đồ mới nè. Rồi hộp này kỹ. Hộp này em bán giá là 280.000, mã số 3, 280k ha. Rồi, anh em mua liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đây. Rồi thì cũng có số gớm chết bạn. Gớm chén sứ nha. Anh em mua liên hệ ha.